Tối qua, tại khách sạn The Westside, Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh phối hợp với trường doanh nhân Top Olympia tổ chức gala giao lưu doanh nhân Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và bế giảng khóa học giám đốc điều hành CEO 1 tỉnh Ninh Bình năm 2020. Trong thời gian 2 tháng, 50 học viên đến từ các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành khóa học gồm 7 chuyên đề: lãnh đạo và quản trị sự thay đổi, chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả, quản trị nhân lực, tài chính kế toán dành cho lãnh đạo, chiến lược kinh doanh, bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng, thiết kế và vận hành tối ưu hóa mô hình kinh doanh. Các chuyên đề được sâu chuỗi thành quá trình lãnh đạo của doanh nghiệp. Đánh giá của ban tổ chức, thành công lớn nhất của chương trình là đã giúp thay đổi tư duy, nâng tầm kiến thức, đồng thời tạo điều kiện, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quản lý, tìm kiếm đối tác để cùng phát triển, tiến tới kết nối cộng đồng doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.